Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì Nhung sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món thịt chiên nước mắm nhé. Và một cái bí quyết nhỏ để giúp cho cái món thịt heo chiên nước mắm của mình á đậm vị thơm ngon và lên màu đẹp nè. Nào bây giờ các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện nhé. Để làm cái món thịt heo chiên nước mắm thì mình không thể nào thiếu thịt heo được nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị là nửa ký thịt ba rọi nha. Đây, thịt ba rọi thì khi mua mình đã nhờ cái người bán người ta cắt sẵn cho mình như thế này luôn nha. Nó mình cắt cái độ dày tầm khoảng 1 cm ha. Và chọn mua những cái miếng thịt nào á, nó sẽ xen lẫn mỡ với thịt như thế này. Nhà Nhung á thì ăn thịt nhiều hơn mỡ cho nên là mình chọn những cái miếng thịt nào mà thịt nó nhiều hơn mỡ hơn xíu. Còn các bạn thích ăn mỡ nhiều thì mình chọn những cái miếng nào mà nó mỡ hơi nhiều xíu cũng được ha. Rồi, thịt mua về thì mình đã rửa qua với lại rượu, muối và gừng rồi nha. Cho thịt của mình thiệt là sạch. Với lại cái phần da này á, thì mình cũng cạo cho nó thật là sạch luôn ha. Bây giờ mình sẽ cắt một củ hành tím ra nha. Mình cắt lát mỏng ha. Mình cho hành tím vừa cắt vào trong một cái nồi. Rồi, cho nước vô nha. Mình cho vô khoảng 1 lít nước. Mình cho nước sôi sẵn trong nồi để mình nấu cho nhanh nha. Mình cho vô trong nồi là nửa muỗng canh muối. Và nấu cho cái nồi nước này thì là sôi lên, sôi tầm khoảng 2 phút để cho cái phần của hành tím này nó ra cái mùi thơm nha. Rồi, nước bắt đầu sôi lên rồi thì mình sẽ cho thịt vô mình trụng sơ qua nha. Mình trụng sơ thịt qua như vậy á, thì nó sẽ khử tanh được mùi của thịt nè, và giúp cho thịt của mình nó săn lại và nó sạch hơn nữa nha. Đó, cái miếng thịt mình trụng sơ qua như vậy nè, nó thấy cái miếng thịt của mình nó săn đều hết hai mặt luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ gấp ra nha. Đây nè mấy bạn thấy nè, cái phần nước này khi mà mình trụng sơ qua nó sẽ có những cái bọn nè các bạn thấy không? Đó. Nên khi mà mình trụng sơ qua như vậy thì miếng thịt của mình nó mới sạch nha. Rồi mình phải rửa thịt lại nữa ha. Đó, mình rửa lại cho nó sạch những cái bọn nè các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ rửa sạch lại với nước nha. Đây mình sẽ rửa cho những cái bọn ở trên thịt nè, nó rớt xuống ha. Cái phần da đó nè, nói chung là mình sẽ rửa sạch hết luôn nha. Cho cái miếng thịt của mình nó thiệt là sạch. Thịt mình rửa xong á, mình sẽ cho vô trong cái thau nha. Tiếp theo á thì mình sẽ ướp vô đây là nửa muỗng canh muối. Mình không ướp nhiều muối nha, ướp nhiều muối thì nó sẽ mặn lắm. Rồi bắt đầu mình sẽ xoa đều miếng thịt nha. Nói chung mình ướp cho cái miếng thịt của mình kiểu nó hơi mặn mặn xíu thôi, ít thôi nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Đó, khi trộn thì mình rửa tay đã sạch rồi nha các bạn. Rồi thịt đó thì mình sẽ ướp khoảng 5 phút ha. Mình bắt lên bếp một cái chảo rồi cho dầu ăn vô để mình bắt đầu mình chiên thịt nha. Dầu ăn thì đây mình sẽ cho vô khoảng 100ml. Đây là cái gốc ngò rí nha bạn, mình sẽ cho trong dầu để cho nó thơm ha. Mình sẽ chiên sơ qua cho nó ra cái mùi thơm rồi mình vớt ra. Rồi đây, cái cọng ngò rí nó cũng đã khô héo lại rồi và mùi của dầu rất là thơm luôn các bạn. Một cái bí quyết nhỏ giúp cho lúc mà mình chiên thịt nó không bị phân dầu đó là mình sẽ cho một ít bột vào trong dầu nha. Hay thì mình cho bột năng các bạn, mình có thể cho bột năng, bột gạo hoặc bột mì đều được nha. Mình cho một ít vào trong dầu như vậy đó, rồi sau đó mình sẽ cho thịt vô nha.
Mình sẽ chiên thịt với lửa vừa. À, mình đợi cho cái mặt dưới nó vàng, sau đó mình sẽ trở ha. Cái mặt ở bên dưới nó hơi rám nhẹ và mình sẽ trở luôn nha các bạn. Nếu như cái miếng này nó vàng rồi thì mình trở luôn nha. À, mình chiên vàng cỡ như vậy là được nha các bạn. Giờ chiên cái mặt dưới nữa cho nó vàng miếng xíu nữa là được ha. Rồi, thịt thì mình chiên nó vàng như thế này là được rồi. Giờ mình sẽ gấp ra luôn nha. Mình để vô thấm miếng giấy thấm dầu để cho nó thấm bớt dầu đi nha. Wow, công nhận nhìn cái miếng thịt nè, cái màu vàng ươm. Rồi lúc này là mình chấm với tương ớt mình ăn cũng được rồi đó. Nhưng mà để cho ngon hơn thì mình sẽ làm cái sốt nước mắm nha. Bây giờ mình sẽ pha cái sốt nước mắm nha. Đây là tương xí muội nha bạn. Tương này thì mình dùng nửa muỗng canh nha, cho lên màu đẹp. Tại vì nhà mình có em bé nhỏ đó thì mình dùng cái tương này á các bạn thì nó sẽ không có bị cay nha, mà lên cái màu đẹp. Còn các bạn thích ăn cay thì mình sử dụng tương ớt nha. Rồi, nước mắm. Nước mắm thì đây mình sẽ cho vào là 3 muỗng canh và 3 muỗng canh đường. Cuối cùng là hạt nêm mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng canh. Cho vào đây một ít tiêu xay nha, khoảng 1/4 muỗng canh nha các bạn, cho nó thơm thơm. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp nước mắm này lên nha. Mình khuấy sơ thôi cho nó đều đều thôi, xíu nữa mình còn nấu nữa thì nó sẽ tự tan cái gia vị này ra và nó tự đều với nhau ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ băm nhuyễn 2 tép tỏi và 1 củ hành tím nè. Bạn nào thích ăn cay mình có thể băm vào một ít ớt. Mình cho một muỗng canh dầu ăn vô trong cái chảo. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho hành với tỏi vừa băm nhuyễn vào. Vì cho nó thơm lên nha. Hành với tỏi bắt đầu vàng á thì mình sẽ cho cái nước sốt nước mắm vào. Cái chén nước gia vị này á mình sẽ chế vô đây khoảng 2 muỗng canh nước nha. Rồi mình chén. Khuấy khuấy vô đường ở trong cái chén thì nó tan ra hết rồi mình đổ vô luôn. Mình nấu cho cái nước gia vị này nó tan ra hết. Rồi sau đó mình nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình. Wow, cái mùi rất là thơm luôn nha. Cái vị mình nếm sao cho nó kiểu nó mặn mặn ngọt ngọt là được nha. Thì cái nước mình nấu kiểu cho nó hơi sệt nhẹ một xíu vậy nè. Hơi sệt sệt. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vô. Chở đều cái miếng thịt cho nó áo đều cái phần gia vị. Lúc mà mình nấu cái phần nước gia vị này á thì mình sẽ để lửa nhỏ thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ trở mặt nè, trở qua trở lại cho nó bám đều cái nước gia vị này. Wow, thơm quá đi thôi á.
Bây giờ là mình bới một chén cơm nóng là được rồi đó. Ăn cùng với lại thịt chiên nước mắm kiểu này trời ơi hết sảy luôn. Thịt kho nấu canh hoài thì nó cũng ngán, lâu lâu mình đổi mình chiên nước mắm kiểu này nè. Mặn mặn ngọt ngọt thơm thơm nè. Thịt thì giòn ăn trời ơi hết cái nồi cơm luôn. Mình trở qua trở lại với lửa nhỏ tầm khoảng 2 phút là mình tắt bếp được rồi. Cho cái nước này kiểu nó hơi keo keo á miệng, ăn nó thơm lắm. Với lại mình nhìn cái miếng thịt của mình nó sẽ bóng hơn nè. Và cái màu vàng cánh ván á nó cũng sẽ đậm hơn và đẹp hơn á. Wow, thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Tắt bếp nhưng mà mình vẫn đảo đảo ở trên chảo nha. Tại vì lúc này cái chảo nó vẫn còn nóng á. Mình chuẩn bị một ít dưa leo và dưa leo này thì mình sẽ sắc lát. Mình sắc hơi xéo một chút và hơi dày một chút thì ăn nó sẽ có cái độ giòn. Cà chua thì mình cũng cắt lát luôn. Wow. Ủa nhìn cái miếng thịt nè, bóng bẩy luôn, màu vàng cánh gián rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử một cái nha. Nghe cái mùi thơm thôi là đói bụng rồi. Wow. Cái vị kiểu mặn mặn ngọt ngọt nè. Rồi thịt đó thì ăn cái da giòn, rất là đậm đà, rất ngon các bạn ơi. Này ăn với cơm trắng không là nó hết sảy luôn. Đó, mình ăn ở nhà thì mình cắt nhỏ ra như thế này nè cho nó vừa ăn, nó dễ ăn nữa. Chúc cho các bạn ăn ngon miệng nha. Và video của mình đến đây cũng hết rồi. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để trên màn hình để các bạn dễ tham khảo hơn nha. Các bạn hãy comment ý kiến, like, share để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.